Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Riding on Kamen Rider Buffa trong series của Kiss, cũng là một rider hết sức ấn tượng. Nếu không có Kiss, liệu Buffa có phải là kẻ chiến thắng tất cả những trò chơi của Design Rabbit hay không? Hay Tycoon mới là người được chọn? Trong video lần này, mình sẽ tổng hợp lại tất cả hai phần của series về Kamen Rider Buffa, tổng hợp lại toàn bộ những form của anh ấy. Mình là Rideon, cho mình xin quảng cáo Rideon Shop nha. Hiện tại mình đang có một gian hàng trên Shopee với tên gọi Rideon Shop. Các bạn hãy gõ từ khóa này sẽ xuất hiện ngay shop mình. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh, link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Michinaga, anh ta là một người lạnh lùng, lạc quan nhưng lại vô cùng cứng đầu với mô típ trâu của bản thân. Anh ta thường có những hành động hấp tấp và không suy nghĩ quá nhiều khi hành động. Sự dũng cảm của anh thể hiện qua phong cách chiến đấu cũng như biểu tượng Core ID lồi trâu. Anh ấy luôn lao thẳng vào trận chiến, sử dụng sức mạnh nghiền nát tất cả như một con trâu đang nổi điên. Cho dù là sử dụng vũ khí cận chiến hay tầm xa, phong cách chiến đấu của Michinaga vẫn không hề thay đổi, vô cùng mạnh mẽ và quyết liệt. Sự liều lĩnh của Michinaga cũng tương thích hoàn toàn với chiếc Buckle Zombie, thứ mà anh ta sẽ gắn liền với sự sống và cái chết của bản thân. Mặc dù với vẻ bề ngoài lạnh lùng cũng như tính cách có phần cộc cằn, nhưng ẩn sâu bên trong đó lại là một con người vô cùng ấm áp. Anh có một ký ức vô cùng đau khổ liên quan tới người bạn thân của mình. Một chàng trai đã tham gia Design Rabbit và đã thất bại khi bị những tên rider khác, những người chơi còn lại hãm hại. Chứng kiến cảnh đau lòng này, Michinaga đã quyết tâm trở thành Kamen Rider tham gia Design Rabbit để đánh bại toàn bộ những rider khác. Nhưng vật cản lớn nhất của anh lại là Ukyo Ace Kamen Rider Kiss, kẻ chưa bao giờ thất bại. Như bao rider khác trong series của Kamen Rider Kiss, Buffa cũng có những form khởi đầu của mình. Chúng được kích hoạt sức mạnh từ những chiếc Rare Buckle. Những chiếc Buckle đơn giản không mang quá nhiều sức mạnh, thường chỉ là những vũ khí cơ bản mà rider sở hữu. Nổi bật nhất của Buffa không phải là chiếc dòi phun nước lấy từ Walter, được Kiss tặng cho khi anh ta mất chiếc Zombie Buckle vào tay của Kiss. Cũng không phải là chiếc cánh trực thăng giúp Buffa bay lên, lao thẳng vào pháo đài bay khổng lồ và bị gục ngã trước sức mạnh của nó. Thứ sức mạnh đại diện cho Buffa từ những Rare Buckle lại chính là Drill, một chiếc Buckle do anh nở ra trong vòng chơi với tên trùm Yamato. Trong vòng chơi này, Buffa đã nhận được một quả trứng đến từ Game Master. Anh và Nago đã quá vội vàng trong việc ấp nở quả trứng, khiến cho sức mạnh của nó không phát huy hoàn toàn. Anh chỉ nở ra một chiếc Buckle cơ bản với sức mạnh từ một chiếc mũ khoan. Điều đặc biệt ở đây không phải chỉ là quá trình tạo ra nó, mà còn chính từ chiếc sức mạnh này. Vũ khí Zombie Breaker của anh trong trạng thái Zombie Buckle là một chiếc lưỡi cưa. Mũi khoan và lưỡi cưa là một cặp bài trùng hết sức ăn ý, nhưng chưa bao giờ chúng thật sự được sử dụng chung. Rare Buckle Drill tạo hình cho Buffa một tạo hình vô cùng đơn giản, với tông màu nâu đặc trưng và biểu tượng Drill trên phần ngực phải. Nó mang lại cho anh một chiếc mũi khoan cầm tay cỡ nhỏ, gây sát thương cũng như xuyên thủng kẻ thù. Đòn tấn công đặc sắc nhất của Buffa trong hình dạng này có lẽ là đòn finish khi kết hợp cùng với Zombie ở phần thân dưới. Anh đã dùng hàng ngàn bàn tay Zombie đẩy bản thân lên cao, tận dụng toàn lực của mũi khoan để khoan thủng kẻ thù. Nhưng đáng tiếc kẻ thù của anh quá mạnh nên người bị thủng lại chính là anh. Những chiếc Buckle tương thích của những rider khác như Ninja, Beat, Buffa cũng từng sử dụng qua chúng. Trong đó nổi bật nhất có lẽ phải kể tới Magnum. Magnum được Buffa sử dụng khi Michinaga hoàn thành giao dịch với tên Japan để khử Nago trong vòng chơi thứ hai của Design Rabbit. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và có được chiếc Magnum đến từ tên Japan. Không sở hữu khả năng nhạy bén cũng như tài thiện xạ đến từ Kiss, Buffa lao thẳng vào trận chiến với khẩu súng trên tay, tận dụng khả năng cận chiến cũng như những phát bắn tầm gần. Tất cả kẻ thù đều phải lùi bước trước khả năng cận chiến bằng súng của Buffa. Ngoài ra, khi sử dụng đòn Phoenix Tactical Brace, anh sử dụng sức của bản thân để nghiền kẻ thù vào tường và tạo ra một đòn tấn công xung kích tại chỗ, khiến vụ nổ phát ra cực kỳ lớn, tạo ra uy lực khổng lồ từ chiếc Magnum Shooter. Hi
Hai chiếc buckle được sử dụng rộng rãi bởi rất nhiều rider khác. Boost dùng để nâng cao sức mạnh cũng như Command Trim Buckle là một trong những chiếc buckle mạnh nhất trong Design Rift ở đoạn đầu phim. Buffa cũng may mắn được sở hữu hai chiếc buckle này, với Boost là trong trận chiến cùng với lại đám Yamato đôi khi anh phải dứt điểm kẻ thù cùng với người đồng đội của mình. Tên Kamen Rider Mari đã thành công lừa được Tycoon quá ngây thơ trong thế giới đầy nham hiểm của Design Rift, tước đoạt chiếc buckle Boost và trao lại cho Buffa, kẻ mà hắn ta tưởng chính là đồng minh của mình. Không ngoài sự kỳ vọng của Mari, Buffa đã tận dụng hoàn hảo sức mạnh của Boost, cường hóa bản thân cùng với zombie để nghiền nát những tên Yamato cản đường anh với sức mạnh hủy diệt từ trâu và bộc phát thứ sức mạnh duy nhất mà Kiss có thể triệu hồi nên, chiếc xe Boost. Thay vì chỉ trụ bộ lên chiếc xe, anh cũng có thể chuyển hóa chiếc xe này trở hình dạng một con trâu mái. Anh cưỡi lên nó, thực hiện đòn finish cùng với con trâu mái của mình, lao lên không trung, nhảy thẳng xuống kẻ thù. Đòn tấn công này mạnh tới mức làm thủng cả mặt đất, cả không gian gần như ngưng động trước sức mạnh khổng lồ vớ phà mang tới từ Boost Buckle. Design Rift, nơi mà Kiss đã hoàn toàn biến mất. Người duy nhất mà Game Master Zidori còn đặt niềm tin, chẳng lẽ lại là Tycoon hoặc Nago lúc này vẫn quá vô dụng với Beat Buckle cũng như Ninja. Chỉ còn lại Buffa, chiến thần trong lòng của Zidori. Ông ta đặt hết niềm tin vào Buffa và trao cho anh ta sức mạnh của Fever Buckle. May mắn đã không hề mỉm cười với anh. Không ra được sức mạnh gì đó quá cao siêu, chứ đừng nói tới sức mạnh từ zombie. Tất cả gì anh nhận lại chỉ là một chiếc cánh trực thăng đưa anh thẳng vào địa ngục, bay lên bầu trời và gục ngã trước pháo đài bay khổng lồ. Gục ngã trên tay của Kiss cũng là kết thúc của Buffa, nhưng đó vẫn chưa phải là ngày tàn của anh. Anh tỉnh dậy trong một nơi mà tưởng chừng chính là địa ngục của bản thân, vườn ươm ra đám Yamato, khu vườn của những ác quỷ. Tại nơi này, anh đã trốn thoát, tìm lại chiếc Core ID đã vỡ vụn của mình cùng với Design Rider tại đó. Đối mặt với những tên Yamato Rider gác cổng, anh đã bất chấp tất cả và sử dụng chiếc buckle Yamato, trở thành Kamen Rider Buffa Yamato Buckle. Sức mạnh của anh được bao phủ bởi nguồn thực vật từ Yamato, với đôi mắt đã bị phá vỡ vì là người chơi đã rời khỏi Design Rift, sống dậy như một thây ma đích thực. Tất cả nguồn thực vật từ Yamato bao phủ lấy sức mạnh của Buffa. Những cú đánh của anh tạo ra nguồn năng lượng với tông màu tím và xanh, thể hiện sự hắc ám của bản thân cũng như quyền lực của thiên nhiên. Và đó cũng chính là đòn tất sát mà anh sở hữu, Zox Yamato Strike. Kích hoạt lên đôi tay của mình, nó sẽ có hai biến thể tạo ra những chiếc dây leo xuyên phá kẻ thù. Biến thể thứ hai bao phủ hai chiếc dây leo này vào tay của mình để tăng cường lực đấm, dùng để đấm nát tất cả những vật thể cản trở anh. Đòn tấn công sử dụng của Rider Kick cũng tương tự như vậy, anh sẽ dậm mạnh xuống đất để tạo nên hai chiếc dây leo gai, dùng nó để xuyên phá tất cả những vật thể xung quanh. Chiếc buckle tương thích với Buffa là Zombie Buckle, một trong những chiếc buckle tương thích xuất hiện từ đoạn đầu của phim. Tạo hình tương thích với Buffa với tông màu chủ đạo là tím, phần khung xương được điểm tô bằng màu cam của độc tố, kèm với đó là những chiếc gai cũng như móng nhọn thể hiện được độc tố này đang tuôn trào khắp cơ thể. Những mảnh gai nhìn giống như một cơ thể đang dần hóa thành zombie, mang sức mạnh của chúng. Cặp móng vuốt dài của Buffa cũng giúp anh tấn công kèm với lượng độc tố kinh hoàng này, nhưng thường không được sử dụng quá nhiều trong phim. Tất cả gì Buffa sử dụng trong hình dạng này chủ yếu đến từ Zombie Breaker, một chiếc cưa mái cầm tay với hình dạng dài như lưỡi kiếm, giúp anh nghiền nát cũng như cưa toạc tất cả những kẻ thù trước mặt của anh. Ngoài ra, nó cũng có thể sạc lượng độc tố từ zombie để ra những đợt tấn công cực mạnh. Không nổi bật như Beast, Magnum cũng như Ninja, sức mạnh của anh hết sức cơ bản. Trong trạng thái zombie, Buffa được tăng cường khả năng chiến đấu, tạo ra nguồn sức mạnh khổng lồ từ bản thân cũng như kích hoạt được trạng thái thứ hai là Revolt On, chuyển hóa phần giáp xuống phần chân bên dưới, không như Kiss gia tốc bản thân. Buffa thường tận dụng phần chân này với cặp móng vuốt ra những cú chém vào người kẻ thù. Nếu Magnum cho Kiss khả năng thiện xạ, Ninja đem lại cho Tycoon những nhẫn thuật đến từ những ninja trong truyền thuyết, Beat Buckle của Nago, thứ sẽ giúp cho cô điều khiển được giai điệu, hồi phục cho đồng đội cũng như tạo những giai điệu âm thanh sấm sét và lửa. Vậy Buffa có gì ngoài sức mạnh từ lưỡi cưa cũng như một chút nọc độc từ zombie? Đó là khả năng tương thích của anh cùng với chiếc zombie Buckle, thứ giúp cho Miji Naga cho dù đã bị thất bại trong trò chơi Design Rift, bị loại bỏ khi anh đã thua cuộc, tan biến hoàn toàn. Nhưng với khả năng bất tử của zombie hòa trộn với cơ thể của bản thân,
anh đã sống lại một lần nữa và tiếp tục tham gia Desire and Rit, giống như những thây ma sống vật vưởng ngoài dòng pháp luật. Đòn tất sát khi sử dụng với Desire Driver là Zombie Strike, anh sẽ tạo ra hai cặp móng vuốt khổng lồ nắm chặt lấy kẻ thù, vô hiệu hóa chuyển động của bọn chúng. Đòn tấn công sử dụng Zombie Breaker, anh sẽ sạc lượng năng lượng độc tố vào chiếc lưỡi cưa của mình, dán một nhát chém đầy lượng kích độc này về hướng của kẻ thù. Vòng chơi của đám Yamato Rider kẹt trong tòa lâu đài với đám quái vật hung hãn này, Buffa cũng như những Rider khác đã được Game Master Zidori cung cấp cho một vật phẩm nâng cấp cực kỳ quý giá, đó là Fever Buckle. Chiếc buckle vàng kim giúp họ roll ra sức mạnh ngẫu nhiên khi chiếc buckle tương thích với zombie, cũng chính là bản thân nó, được kích hoạt bên phần Fever. Anh sẽ tạo nên hình dạng Kamen Rider Buffa Zombie Fever. Tạo hình của anh không có quá nhiều thay đổi so với hình dạng zombie cơ bản. Nó là nửa zombie ở phần trên và nửa zombie ở phần dưới. Một điểm khác biệt duy nhất đó là phần khăn tròn của anh đã được điểm tô thêm một khăn tròn khác màu vàng với ánh kim lấp lánh của Fever Buckle ở phần bên trên, tạo chúng ta cảm giác như anh có phần ở đó hào nhoáng và quý tộc hơn. Không có quá nhiều phân cảnh chiến đấu, chỉ có màn kết hợp cùng với Nago và Tycoon trong hình dạng Fever tương tự. Sức mạnh của Fever Buffa tất nhiên được nâng cao đáng kể, nhưng điểm duy nhất để là ấn tượng có lẽ là phần Zombie Breaker khi anh sử dụng hai chiếc lưỡi cưa, dễ dàng nghiền nát tên Yamato Rider mà chẳng tốn bất kỳ sức lực nào. Đòn tất sát anh sử dụng hai chiếc Zombie Breaker gọi tên Golden Fever Victory. Cả hai chiếc lưỡi cưa sẽ được sạc đầy bởi năng lượng. Anh triệu hồi chiếc Zombie Breaker thứ hai, sau đó thực hiện nhát chém kế tiếp đè lên nhát chém đầu tiên để kết liễu. Yamato Renrit mở ra với sự chỉ đạo của Beruba. Cô ta cung cấp những buckle lợi hại nhất cho Rider đại diện cho mình, không ai khác ngoài Buffa. Trước những sức mạnh ghẻ mà những Rider bên phe chính diện có, Buffa lúc này áp đảo Kiss với sức mạnh của Magnum, không phải bằng zombie mà là chính Command Trim Buckle với hình dạng đầu tiên Rising Sword. Không thực hiện những đòn chém điệu nghệ như Kiss, Buffa lao thẳng vào kẻ thù, tận dụng thanh gươm của mình như chiếc lưỡi cưa Poison Break, nhưng tất nhiên nó không có khả năng xé toạc kẻ thù mà chỉ là một thanh gươm cơ bản. Buffa cũng không thể nào sạc đầy thanh gươm này vì kẻ thù mà anh đối mặt lại chính là Kiss, kẻ không dễ dàng gì bị trúng chiêu bởi hành Rising Sword. Không còn cách nào khác, với máu liều nhiều hơn máu não, anh đã chém thẳng thanh gươm này vào người mình để sạc đầy nó và kích hoạt trạng thái thứ hai, Z and Cannon. Firm anh luôn tận dụng là hình dạng Z với khả năng di chuyển một cách linh hoạt trên bầu trời, áp đảo được Kiss ở hình dạng Magnum bằng khả năng bay lượn, dễ dàng cho chúng ta thấy được sức mạnh áp đảo từ Firm này. Trong movie V Cinema, chúng ta đã thấy rõ hơn về sức mạnh của Z. Anh tận dụng khả năng di chuyển linh hoạt để áp đảo lên tên Yamato và thực hiện đòn finish. Anh sẽ lao nhanh về kẻ thù, sạc đầy năng lượng vào hành Rising Sword với nhát chém hai màu, tiễn biệt hai tên Yamato một cách cực kỳ chóng vánh bằng tốc độ của Z. Trong một spin-off vui vẻ của Kamen Rider Kiss, Buffa đã mơ thấy một giấc mơ, nơi mình đã có thể chiến thắng Kiss bằng sức mạnh đến từ những công nhân lao động khổ sai. Anh đã tận dụng khả năng làm việc tại công trường của mình để vượt qua Kiss và chạm mặt với một chiếc bật nhảy khổng lồ, nơi này ẩn chứa Kamen Oza. Bước ra từ chiếc bật nhảy này, tận dụng toàn bộ sức mạnh từ Zombie cũng như Zombie Breaker để đánh bại Oza và nhận sự công nhận của hắn ta. Trở về thế giới gương, Oza đã để lại cho Buffa chiếc V-Buckle với sức mạnh của bản thân mình. Đối mặt với sức mạnh của Oza là hình dạng Ryuki của Kamen Rider Kiss. Nói về phần của Buffa, anh có tạo hình giống hệt với Oza ở phần trên. Phần vạt áo tím của anh vẫn được giữ nguyên, cùng với đó là đôi mắt của Buffa đã chuyển hóa thành những tấm sắt phủ lên nhau, giống như đôi mắt của Oza. Tất nhiên với khả năng của bản thân, copy lại hoàn toàn sức mạnh của Oza thì anh cũng chẳng có quần què gì ngoài thanh gươm Swordsman của Oza, chiếc đuôi rắn đuôi chuông dùng để tấn công kẻ thù. Trước hàng loạt lá bài cực mạnh từ Kiss, Buffa đã ngang nhiên chiến đấu cách hùng dũng, thể hiện rõ bản thân đang nằm mơ, chỉ làm sao một chiếc kiếm quen có khả năng chống lại tất cả sức mạnh mà Kiss vì thần tham vọng đang nắm trong tay. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, anh vẫn có thể chống đỡ và đánh ngang tài với Kiss. Đòn tấn công thực hiện bằng Desire Driver là cú Rider Kick, tương tự như cách mà Oza thực hiện đòn Rider Kick của mình.
Anh triệu hồi Vino Snake ở phía sau, phun lượng độc có thể làm tan chảy cả kim loại vào bản thân. Thực hiện cú Rider Kick mang độc tố để đối mặt với cú Rider Kick mang sức mạnh từ lửa cháy của Kamen Rider Kiss trong hình dạng Ryuki Form. Và cũng trong giấc mơ đó, anh đã là người chiến thắng. Trận chiến giữa cả hai đối thủ truyền kỳ là Buffa cùng Kiss không thể nào tránh khỏi. Cả hai đều muốn giành giật nhau chiếc Vision Driver để thực hiện điều ước. Trận chiến cân tài cân sức giữa cả hai đã diễn ra và Kiss lại một lần nữa chiến thắng. Buffa với lòng tự tôn cuối cùng của mình cũng đã chấp nhận thất bại này và anh ta đã ra tay đánh lén khi Kiss va chạm với Ninram trong hình dạng Kamen Rider Gazer. Trong lúc cả hai chuẩn bị lao vào để kích liễu nhau, Buffa đã sử dụng đòn tấn công tất sát của zombie tạo nên hai bàn tay nắm chặt lấy cả hai Rider và lôi họ ra khỏi vòng chơi. Sự biến mất của hai người mạnh nhất này đã dẫn tới Buffa là kẻ chiến thắng và tận dụng luôn cả điều ước của nữ thần sáng thế, biến anh ta trở thành Rider mạnh nhất đúng nghĩa, Buffa Zamasin. Tạo hình của Buffa Zamasin cũng dựa trên chiếc bất cổ tương ứng của nó là Fever. Tạo hình cho Buffa vẫn là chiếc vạt áo màu vàng kim với tông màu cũng như ngôi sao của Fever, kèm với đó là một chiếc áo tròn tím với phần đen ở bên trong, tạo nên cảm giác uy quyền và giống với Ma Vương. Và nói tới Ma Vương, anh đã có những viền vàng được nối dài tới cặp sừng của mình. Cặp sừng của Buffa dài hơn, sắc nhọn hơn và thể hiện rõ anh chính là Ma Vương mạnh nhất lúc này. Vũ khí của anh vẫn là hai vũ khí cũ, là cặp móng vuốt của hình dạng zombie buckle và chiếc Poison Breaker. Cả hai vật phẩm này được nâng cấp đáng kể. Trong trạng thái hủy diệt này, với điều ước của mình, Buffa muốn chiến thắng tất cả Rider và cũng chẳng có Rider nào hay làm tổn thương anh bằng điều ước bất diệt. Cơ thể của Buffa được bao phủ bởi một nguồn năng lượng tím. Bất kỳ đòn tấn công nào khi va chạm vào anh đều sẽ bị triệt tiêu, cho dù đó là đòn cận chiến hay là đòn tầm xa. Chỉ có những kẻ thoát khỏi vòng lao lý của điều ước này, bắt buộc kẻ thù của anh không phải là Rider thì mới có thể tổn thương sức mạnh của Zamasin Buffa. Móng vuốt của zombie của Buffa được nâng cấp đáng kể khi nó được sử dụng nhiều hơn với những cú trảo cực kỳ chất lượng, tạo những vết rách không gian nhỏ dán vào người kẻ thù, thậm chí còn được tuôn trào nguồn độc màu cam bùng phát từ những ngón tay, gia tăng sát thương. Phần Poison Breaker cũng tương tự như vậy, những nhát chém của anh được tăng cường quy lực đáng kể, thậm chí sẽ tạo những đòn tấn công tầm xa. Những nhát chém này có tạo hình bán nguyệt là những mặt trăng tím chém toạc kẻ thù trên đường đi, gia tăng phạm vi tấn công của Buffa lên một tầm cao mới. Đòn tất sát của Buffa sẽ cường hóa cả hai vũ khí. Hyper Zombie Victory. Buffa tập trung nguồn năng lượng độc vào chiếc Poison Breaker. Lượng độc tố cam tuôn trào như núi lửa đang phun trào bao phủ khắp chiếc lưỡi cưa. Anh dán mạnh vào kẻ thù và hất chúng lên không, sau đó nạp năng lượng độc tố vào những ngón tay của bàn tay zombie, sẽ toạc kẻ thù khi chúng vừa rơi xuống. Set Liberation Awakening Power. Phần mới nhất của Kamen Rider Buffa xuất hiện trong V-Cinema Kamen Rider Kiss Sự Trỗi Dậy của Yamato. Nội dung sơ lược của phim mình đã có đề cập trong clip. Tất cả những biến thể của Kamen Rider Kiss nằm trong phần Doom Kiss nhé. Nên mình sẽ chỉ tóm tắt về phần quan trọng liên quan tới Poison Break, phần mới nhất của Buffa mà thôi. Với sức mạnh ngang tài ngang sức của Doom Kiss cũng như Kiss 9, hắn ta đã giam Ace tại thời điểm hiện tại vào một không gian bí ẩn, trói chặt anh bằng những sợi xích của định mệnh. Buffa là người duy nhất để bảo vệ đứa trẻ, anh ấy muốn thay đổi thứ tương lai mà Doom Kiss báo tới. Nhưng hắn ta đã đưa ra kết luận, phán quyết của hắn là phải tiêu diệt đứa trẻ sẽ trở thành Ghost Auto trong tương lai. Trận chiến giữa Buffa trong hình dạng zombie, anh không thể nào là đối thủ của Doom Kiss, kẻ có sức mạnh thậm chí còn hơn cả Kiss 9. Ăn hành như tử cho đến khi nói về sức mạnh niềm tin, về lý tưởng, hướng sức mạnh của Yamato được cấy vào người anh đã được Beroba thức tỉnh một lần nữa. Tưởng chừng nó sẽ nuốt trọn anh mới chính là kẻ trở thành Yamato tối thượng. Hồi đáp lại ý chí của bản thân cũng như sức mạnh từ thần sáng thế Ace, chiếc buckle của chính anh đã được tạo ra, Poison Break, mở ra gương mặt của Buffa cùng bàn tay zombie mang rợ, kết hợp cùng với Desire River để tạo ra hình dạng tối thượng, Poison Break.
Tạo hình của anh là một bộ chiến giáp màu bạc, trải dài trên nó là sức mạnh của độc tố, giống những chiếc cây của Yamato. Sự hòa trộn hoàn hảo giữa cả hai sức mạnh mà Buffa từng sở hữu, tông màu đã thay đổi từ tím chuyển sang màu bạc, đại diện cho khung xương của con zombie dần tiến tới trạng thái mạnh nhất. Cặp sừng của anh cũng được chuyển hóa trở thành màu đen để phù hợp với tông màu chủ đạo, cũng như tấm áo tròn tím tô thêm sức mạnh và quyền uy của Buffa. Vũ khí chính của anh được kết hợp từ bộ sinh Breaker cũng như cặp móng vuốt gắn trên toàn bộ cánh tay trái. Nó là bàn tay với 5 chiếc móng vuốt khổng lồ, được điểm tô cũng từ tông màu bạc. Những chiếc móng vuốt với tông màu cam tự sức mạnh độc tố, kèm với đó là những chiếc lưỡi cưa được gắn khắp trên những ngón tay, tạo nên một vũ khí vô cùng hoàn hảo, có khả năng cưa toạc tất cả mọi thứ. Đây là form xứng đáng với danh hiệu Final Form của Buffa khi kết hợp được cả sức mạnh của Yamato và tất cả những gì đáng giá nhất của hình dạng zombie và nâng cấp lên một tầm cao mới. Tất cả sức mạnh của Buffa ngoại trừ việc anh có thể đánh ngang với Geass Knight, hay chính xác lúc này là Doom Geass, chúng ta không cần bàn cãi về sức mạnh thể chất của anh. Vũ khí chính cũng là điểm nổi bật nhất của Buffa Poison Rage là bộ móng cưa của anh. Nó giúp cho Buffa tấn công kẻ thù, ngoại trừ lượng kịch độc còn đến từ sự sắc bén của những chiếc lưỡi cưa cưa to kẻ thù bằng năm hướng khác nhau. Chiếc móng vuốt này có tạo hình vô cùng khổng lồ giúp anh đỡ những đòn tấn công, thậm chí đến từ King Yamato với những đòn laser cực mạnh của hắn cũng không nào làm tổn thương được chiếc móng vuốt. Bộ móng vuốt kết hợp với lưỡi cưa cũng giúp anh trở thành một chiếc thang máy di động, né những đòn tấn công cực kỳ nguy hiểm của kẻ thù bằng khả năng di chuyển linh hoạt của nó. Để tôn lên sức mạnh cũng như uy lực từ chiếc móng vuốt này, ta sẽ gọi tên những đòn tất sát của Buffa Poison Strike, cường hóa những chiếc móng tăng cường sức mạnh của nó, gây sát thương cực lớn lên người kẻ thù. Để kích hoạt đòn tấn công tầm xa, anh sẽ truyền nguồn năng lượng tím vào trong móng vuốt, đâm thẳng xuống mặt đất tạo nên hàng loạt tia sét màu tím tấn công kẻ thù trên khắp sân đấu. Đòn tất sát thứ hai, Poison Ray Victory, cũng có hai biến thể. Anh sẽ trở thành một chiếc mũi khoan kết hợp với những răng cưa trên bộ móng vuốt, khoan toạc kẻ thù. Đây là đòn tấn công trực diện vào Doom Geass và thể hiện sức mạnh ngang tài ngang sức, cho dù kẻ thù của anh có là một vị thần đi chăng nữa. Cú Rider Kick cơ bản kết liễu tình King Yamato. Poison Rage cũng là hình dạng tối thượng mà Buffa sở hữu, xứng đáng với danh hiệu Final Form hơn hình dạng Yamashin của Kamen Rider Buffa trong series chính. Liệu form nào của trâu điên làm các bạn ấn tượng nhất? Mong các bạn hãy comment phía dưới để đưa ra ý kiến về những hình dạng của Buffa, cũng như các bạn đừng quên ủng hộ cho kênh Ride It On cũng như Ride It On Shop của mình nhé. Thanks for watching. Bye.